đức pháp bảo, nguyện cầu quy đức tăng bảo, những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Tề thà la tha xuất thảo guru na bồ tát sa tê ne ro ga xuất thảo hô thà sa hạt cấp bê thị nhà tị thiên cầu xin cho các thiền tỉnh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Dạ con kính tri ân sư đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay ạ. Con xin được hướng đến chư thiên. A ca sa tha cha phu ma tha de wa na ga ma hi bằng no anu mo mo đằng ta sa năng. A ca sa tha cha phu ma tha de wa na bún nhăng nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô gà rù tha tha cha phùm ma tha đê hoa na gà ma hi thi ca bún tu chi răng rắc nhá vô a ca sa tha cha phùm ma tha đê hoa na gà ma hi nhằng nô anu mô đằng tu chi rắc tu bà ni nô a ca tha phùm ma tha tha đê a ga ma hi thi ca bùn nhằng nô anu mô đằng tu rắc tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì bồ các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khỏi nạn thanh đường phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la cầm măng cát tắp bằng kí ri yang ma ma ca ye na wa cha sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye sát ta sanh ni no at thi ye cha sát ta sanh no ca tăng bùn nha pha lăng mây ha sắp bê pha ghi pha quan tu tê tăng quy đi đình năng bùn nha pha lăng ma ya ye cha ta tha na cha nan ti đề qua gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cam hi dê sát ta chi ha ra hê tu ca ma nu nôn nhàng chân sắp bê la phàn tu ma ma chê sa ti. Phước căn con đã tạo thành, khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Thiên phạm thiên cùng là lời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh phước thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thẩm mùi hương thỏa lòng. Đi đằng nhà tì nàng hồn, tu xuất khí tà hồn, tu nhà ta dồ. Cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con. Cầu mong họ hoan hỷ, được an lạc lâu dài. Đi đằng mề bùn nhàng à sa quắc khá già quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngợp. Đi đằng mề bùn nhàng nít bà nát sa bách cha dồ hồn tu. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân làm duyên đạo quả niết bàn. Với phước báo mặc chúng con đã trong sạch ra trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy bát quan trai giới ngày hôm nay, chúng con thành kính
dâng đến tất cả chư thiên, nhất là mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, quý cô tu nữ, và xin chia phần phước này đến quý tử trong rôm Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và cũng với những phần phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới ngày hôm nay, và nhất là trong những thời gian học pháp, con xin kính chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh, và nhất là đến những người đã và đang nhiễm Covid. Xin cho những người ấy được mau khỏi bệnh, và cho người dân thành phố Hồ Chí Minh mau chóng kiểm soát và qua được đại dịch này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan chế giới cho hàng Phật tử chúng con, hàng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con thực hiện lễ bái Tam Bảo, trì tam quy, bát quan chế giới. Giao phước này trợ duyên cho tất cả phiền não và mau chóng giải thoát sinh tử luân hồi. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ, giờ này pháp sư cũng đã quang lâm vào lớp. Con xin được lớp học con xin sám hối. Dạ, chị Nhật Huỳnh có thể giúp em thỉnh pháp sư được không ạ? Em dạ, em kính tri ân chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn. Xích Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn hôm nay cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư tôn đức hiện diện đốc. Dạ, con xin sám hối ạ. Cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, kính cảm ơn chị Mata, kính cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh mến chào Xích Kim Nhung, kính chào Nguyễn Mộng, mến chào Thi Lâm, mến chào Châu Phan, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Xích Niệm Từ, mến chào Xích Thiện Vũ, kính chào chị Meta, kính chào Karuna, mến chào Thina, mến chào Xích Hồng Mai, kính chào Huynh Đạo Huynh và mến chào Xích Nguyên Tịnh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức và từ bi hoan hỷ. Thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy, bác quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là kinh Tương Ưng, chương 2, Tương Ưng Thiên Tử. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời đổ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi.
viết lòng ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp tròn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp đốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh thượng tọa pháp thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Sanjut Tá Nikaya chương 2, tương ưng thiên tử. Một la mã phẩm thứ nhất, bài 7 la mã Banh Cha La Chan Đá. Một, đứng một bên thiên tử Banh Cha La Chan Đá nói lên bài kệ này trước Thế Tôn. Dầu giữa những chướng ngại, bậc đại trí chánh giác vẫn tìm được lối thoát, vượt qua mọi chướng ngại, bậc trí hiểu thiền định, biết từ bỏ tối thắng, bậc mâu ni ẩn sĩ. Hai, Thế Tôn lên tiếng Banh Cha La Chanh Đá, dầu giữa những chướng ngại họ tìm được lối thoát, tìm được. Dạ, cái chỗ này con chứ không có đọc trước nên không biết cái chữ này là chữ gì à. Tìm được chánh pháp. Dạ, con mất cái chữ này, con không biết có gì giúp nữa. Cung đỉnh thượng tọa pháp thanh giảng dạy thêm cho con ạ. Đưa đến quả niết bàn những vị đã chánh niệm, kiên trì không dao động, họ là bậc chân chánh, tâm điều phục định tĩnh. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bằng phần chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng văn trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư giảng dạy rộng thêm một chút với bà sư. Con đọc con không có hiểu được cho rõ ràng. Và một lần nữa con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp thanh ạ. Nhà sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt A Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Dạ, chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đọc phần chánh kinh. Dạ, trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, hướng về tam bảo để làm lễ một cách tốt đắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo
Bất bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân ngẫu khẩu ý tán dương âm đức pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại, ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là bước đi của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khai ngang, chúc tất cả quý thuần nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và trong cái đoạn của cô Diệp Quỳnh á, thì cái chữ đó là chắc có lẽ là người ta đánh lộn hay là hoặc thiếu đó. Thì cái chữ đó là họ tìm được chánh pháp. Cái đoạn thứ hai đó sư đọc lại ha. Thế Tôn lên tiếng: bành trà lá chanh đá, dầu giữa những chướng ngại, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp đưa đến quả niết bàn. Những vị đạt chánh niệm, kiên trì không dao động, họ là bậc chân chánh, tâm điều phục định tĩnh. Thì chúng ta thấy rằng chúng sanh lộn rồi, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp là thì quý vị thấy rằng chúng sanh bị quay cuồng ở trong cái đời sống bởi những cái lo âu, bận rộn toan tính, cho nên là Phật mới nói rằng cái đời sống của phàm nhân, của chúng sanh bị trói buộc trong cái phiền não, giống như là một cái mớ bồng bông vậy đó. Mình khó mà tìm được cái đầu mối để mà mình gỡ ra lắm, vậy không? Tại vì cái ước muốn, cái tham muốn, cái mong cầu của mình nó quá nhiều đi, cho nên nó là chính những cái ước muốn, những cái mong cầu này nó là những cái sợi dây nó trói buộc mình đó, nó tạo thành cái áp lực. Quý vị thấy rằng cái câu chuyện mà về mà Tề Thiên đó, thì ông Ngô Thừa Ân ông lấy cái hình tượng á, ông lấy cái hình tượng của Tề Thiên mà bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Là gì? Cái ý nghĩa của nó chính vì Tề Thiên không biết lượng cái sức mình, không biết cái phước của mình, rồi từ cái người phàm phu mà mong muốn trở thành cái người mà coi như là có cái quyền cao nhất, muốn thế chỗ của Ngọc Hoàng, thấy không? Đó, cho nên bị đè bẹp dưới Ngũ Hành Sơn này, tức là những cái Ngũ Hành Sơn ở đây là chỉ cho những cái phiền não ở trong đời sống, sắc thinh vị xúc,
mà vì mình tham muốn quá nhiều đi, cho nên đó là cuối cùng thì sao, chính những cái tham muốn này đó là nó đè bẹp mà cái đời sống của mình rối lắm, không có tìm ra được cái lối thoát. À, quý vị thấy rằng tại sao mà ở những cái nước mà coi như là văn minh, khoa học, kỹ thuật tiến bộ chừng nào ấy, thì người ta tự tử và chết còn nhiều. À, quý vị thấy hiện giờ là bên Nhật, bên Hàn Quốc, những cái nước mà cái kinh tế, công nghiệp, kỹ nghệ rồi nó phát triển, mà tại sao mà người ta lại bị trầm cảm rồi người ta tìm đến cái chết? Tại vì sao? Người ta ước muốn, người ta ước muốn quá nhiều đi, nhưng mà đâu phải ước muốn là được. Là một cái. Thứ hai nữa đó, những cái điều mà người ta đạt được rồi đó, ta sợ mất, ta sợ mất. Thành ra đó chính những cái này đó nó là một cái áp lực, có một cái áp lực trong cái đời sống của họ. Họ không có thấy cái gì ngoài ngoài cái công danh địa vị tiền tài danh vọng. Cho nên á là họ sợ một ngày nào đó rồi mình bị mất cái danh vọng địa vị, mình mất cái mà sự tán dương của xã hội, mình chịu không nổi. Tại vì mình khổ cực lắm, không? Mình phải khổ cực dữ lắm mình mới đạt đến cái địa vị này. Nhưng mà nếu mà nó mất đi thì mình không thể nào mình chịu nổi. Cho nên người ta sao? Người ta tự sát, tìm đến cái chết để mà người ta không có nghe những cái lời mà chê trách. Đó, cho nên chính vì chúng ta bị trói buộc, bị giam hãm, bị những cái ước muốn, những cái phiền não đó nó đè nặng, đó, thành ra chúng ta không có chịu nổi những cái áp lực quá nặng nề của phiền não. Cho nên người ta không còn tìm ra được một cái lối thoát, cho nên người ta tìm đến cái chết. Còn đối với những cái người mà có sự tu tập, có trí tuệ thì sẽ có một cái sự dẫn dắt của trí tuệ để mà nó tìm ra một cái hướng đi, một cái hướng đi để thoát khỏi tất cả những cái phiền não. Thì một lần trong một cái bài pháp đó, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư, Ngài Hòa Thượng Xuyên Minh, Ngài có dạy, tức là khi mà chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh mà khốn cùng, hết sức khó khăn đó, thì chúng ta đừng có quá cố gắng tìm cái phương pháp này phương pháp khác để mà thoát ra. Ngài chỉ cho một cách sao không, mình hãy lắng tâm, ngồi xuống rồi mình giữ cái tâm quân bình, an tịnh. Đó, khi mà chúng ta giữ cái tâm trở lại cái trạng thái quân bình an tịnh rồi một hồi đó, thì lúc đó cái trí tuệ nó sanh khởi.
Rồi chính nhờ cái trí tuệ sáng suốt định tĩnh này đó, mà nó sẽ chỉ cho mình một cái hướng đi, một cái hướng đi nó hết sức là tốt đẹp. Thành ra đó, thành ra ngài hòa thượng ngài giảng đó, là không có cái vấn đề gì mà không giải quyết được. Tại vì tâm của chúng ta nó lúc đó là nó rối loạn, nó chạy theo những cái áp lực của phiền não, rồi á cái áp này nó đè nặng. Kiểu gì thấy rằng khi mà phiền não sanh khởi là cái tâm si mê, mê lậm, cho nên là lúc đó là hoàn toàn là vô minh nó không trị ha, nó chế ngự cái tâm phiền não này rồi. Cho nên là lúc đó đó chúng ta không có cái sự sáng suốt, cho nên là chúng ta không tìm được cái lối thoát. Còn đối với những cái bậc mà có sự tu tập, khi mà chúng ta nhìn vào một cái vấn đề này đó nha, thì sao, thì với cái trí tuệ sáng suốt đó, nó sẽ dẫn dắt chúng ta có một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Thành ra đó, mọi vấn đề chúng ta đừng có vội vàng, đừng có quá nôn nóng thế này khác, mà chúng ta giữ cái tâm bình tĩnh rồi sao, rồi khi mà cái trí tuệ nó lắng dịu quân bình thì sẽ có cái phương pháp, có cái lối thoát, và chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái nghịch cảnh tốt đẹp. Đó. Thành ra đó, đối với các bậc trí thức ấy, thì dù giữa những cái chướng ngại, các ngài cũng tìm ra được cái lối thoát. Thì quý vị thấy rằng đó, vì cái tâm mà luyến ái, đức vua Tịnh Phạn đã tìm mọi cách để mà trói buộc thái tử Bồ Tát đó. Xung quanh thái tử ngài tuyển chọn những cái người hầu cả hạ đó bằng trang lứa với ngài, không có cho thái tử thấy những cái người già, người bệnh, rồi để cho ngài say đắm trong cái dục lạc trần cảnh, xây dựng những cái cung điện mà mùa hè một cái, mùa mưa một cái, mùa đông một cái, vậy đó ha. Tức là mỗi mùa có những cái điều kiện thích hợp để gì, để cho thái tử, để cho Bồ Tát đắm nhiễm trong cái dục trần, để không có tìm ra cái con đường để mà tu tập. Nhưng mà sao, nhưng mà với cái trí tuệ, với cái tâm sáng suốt quan sát xung quanh, đâu phải chỉ có những cái con người không, mà cây cảnh trời mây rồi đó, nó cũng luôn luôn là thay đổi, ngay chính trong cái thân xác, cái tâm trí của Bồ Tát nó cũng luôn luôn cũng thay đổi. Cho nên với cái sự tu tập, với cái trí tuệ, ngày suy tư ngày thấy được
Ngài thấy được những cái điều đó. Cho nên là Ngài mới tìm ra cái con đường, Ngài suy tư, Ngài mới thấy rằng có cái sự khổ, Ngài có cái sanh già bệnh chết, thì chắc chắn phải có cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. À, chính vì mà trí tuệ suy tư như vậy đó, nên Ngài chọn cái thời điểm thích hợp, trong lúc mà cả hoàng cung vui mừng ca hát với cái sự ra đời của Lào La, thì Ngài biết là ngay cái thời điểm này đó, ngay thời điểm này là cái thời điểm thích hợp để mà Ngài đi tìm cái con đường giải thoát. Chứ còn quý vị biết rằng coi như là đức vua Tịnh Phạn là canh giữ rất là kỹ, nhưng mà Ngài biết cái thời điểm thích hợp để vượt thoát cái sự trói buộc của đời sống, của thế gian, của những cái thoải mái. Cho nên là khi mà chứng đắc đạo quả một thời gian, Ngài thấy cái thời điểm thích hợp để trở về hoàng cung, thì cái sự mong chờ thương nhớ của đức vua Tịnh Phạn nó quá lớn này. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn trở về Ca Tỳ La Vệ về gặp lại phụ vương, thì đức vua Tịnh Phạn đã trách móc Ngài. Đức vua Tịnh Phạn nói là coi như là Ngài thương nhớ lo lắng rồi kia nọ cho thái tử, Ngài để dành những cái điều kiện tốt nhất, rồi cung vàng điện ngọc là ngai vàng kia nọ cho thái tử, mà thái tử lại bỏ đi. Thì Đức Thế Tôn đã nói lên một cái câu làm cho cái tâm của vua Tịnh Phạn lắng dịu lại. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng phụ vương mất đi một đứa con yêu quý, Ca Tỳ La Vệ mất đi một cái vị thái tử, nhưng mà thế gian này được một bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái lợi ích đem đến nó còn cao hơn, đúng không? Đó, thí dụ như cái vị thái tử chỉ làm an lạc trong một cái quốc độ của dòng tộc Sắc Giá thôi, nhưng mà khi mà vượt qua được cái phàm phu, trở thành bậc thánh nhân, mà một bậc thánh nhân cao thượng ở trong cái tam giới này nữa, là cái bậc chánh đẳng chánh giác đó, Ngài có thể tế độ cho biết bao nhiêu chúng sanh, từ nhân loại cho đến các cái vị mà chư thiên phạm thiên, Ngài đem đến cái sự an vui, an lạc, giải thoát cho tất cả mọi chúng sanh, thì cái phước báo đó là nó rất là to lớn, cái sự hy sinh, cái tình thương luyến ái của phàm nhân, cái luyến ái trong cái sự chấp thủ dính mắc trói buộc,
À, để mà đạt đến cái hạnh phúc giải thoát thì nó, cái hạnh phúc giải thoát nó là rất là lớn lao, không? Thành ra đó, cái đời mà Đức Phật nói là dầu giữa những chướng ngại, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp đưa đến quả niết bàn. À, tại vì á, mình cứ dính mắc chấp thủ, à đó, thành ra mình khổ đau. À, chính đó là gì, là những cái chướng ngại. À đó, thì với trí tuệ đó, sự hiểu biết, sự nỗ lực tu tập, à, sự điều phục tâm, à, thì sao, khi mà cái trí tuệ, à, nó lớn mạnh, à, thì nó sẽ dẫn dắt mình để tìm ra một cái con đường đúng đắn, con đường chân chánh, à, để đạt đến cái sự an vui. À, à, thì khi mà muốn có được cái sự an vui này sao, thì cái vị này á, cái tâm nó phải có chánh niệm tỉnh giác. À, nhờ có cái chánh niệm tỉnh giác á, thì sẽ kiên trì, à, không dao động. À, khi mà một vị hành giả, à, an trú trong cái thiền định á, à, những chi thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, à, thì những chi thiền này đó, nó có cái pháp đối trị, à, lúc đó là tạm thời lắng dịu tất cả những cái phiền não, à, cho nên là lúc đó cái tâm á, cái tâm nó không có còn dao động trước cái sự tấn công của tám pháp thế gian. À, đó. Rồi nếu mà cái vị mà tu thiền tuệ đó, à, giới trí tuệ thấy rõ cái tính chất chân đế của các pháp, à, đó, thì chính nhờ cái trí tuệ này đó, thấy rõ hiểu biết, à, về cái định luật tam tướng, tất cả các pháp hữu vi ở thế gian này là nó luôn luôn là gì? Luôn luôn là thay đổi. À, chính vì nó luôn luôn thay đổi đó, nó mới đem đến cái sự bất toại nguyện. À, tại vì người ta không có chịu, à, không có chịu thay đổi, à, người ta chấp thủ vào cái một cái mà người ta cho nó là tốt đẹp nhất. À, bây giờ á, cái sức khỏe là quý, à, cái sức khỏe là phải như thế này, phải như thế này, à, mạnh hoài chứ không được bệnh, à, không được thay đổi, à, phải mạnh hoài, mạnh hoài, mạnh hoài. Nhưng mà sao, nó đâu có mạnh hoài được, à, dù cho có rất nhiều phương thuốc nhưng mà không thể nào mà giữ cái sức khỏe được. Ha, thuốc thì nó để hỗ trợ thôi, à, nhưng mà cái sức khỏe nó không phải là trường cửu mà bền vững. Hả? Cho nên vì mình không chấp nhận cái điều kiện thay đổi này, à, không có được thay đổi phương cách này phương cách khác, à, tìm cái loại thuốc này loại thuốc khác. À, người ta muốn muốn trường sanh bất tử đó, giống như ông vua Tần Tiểu Hoàng vậy đó. À, khi đã ở trên cái đỉnh cao quyền lực rồi, à, bây giờ mình tìm ra cái phương thuốc trường sanh bất tử để mà duy trì cái đời sống, à, để ở trên ngôi vua cho nó lâu dài, à, để hưởng vinh hoa phú quý. À, tại sao
không ở trên thế gian này không có cái loại thuốc nào mà bất tử được ha. Đó cho nên á, ông ta ra lệnh tất cả phải tìm ra cho bằng được à, rồi ra rồi á, làm vua ở trên cái thế gian này á. Rồi nghĩ mà sau khi mình chết đi qua cái thế giới bên kia đó, mình phải tiếp tục làm vua nữa à, đó do cái tham đắm trong cái đời sống hiện tại này rồi mà còn chấp thủ tham đắm cho những cái sống tương lai à, cho nên á khi mà chết đó là phải quân hầu rồi những cái người cung nữ, người hầu kẻ hạ, rồi mấy vị quan, rồi cái gì đó lính tráng phải chết theo ổng để qua bên thế giới bên kia đó, để tiếp tục để mà ổng làm vua nữa, mấy người này theo phục vụ hầu hạ, thấy không? Đó vì thấy rằng cái tham nó ghê gớm như vậy đó à, cho nên đó là sao, hằng ngày trong cái đời sống chúng ta đó bị đè nặng à, bị đè nặng bởi những cái tham muốn à, của ngũ trần. Do đó mà ông Ngô Thừa Ân không có lấy hình tượng mà tề thiên mà bị đè dưới ngũ hành sơn là như vậy đó ha. Đó cho đến khi nào mà chúng ta thức tỉnh, chúng ta hiểu biết à, chúng ta từ bỏ thì sao, lúc đó chúng ta mới tìm ra cái lối thoát. Mà cái lối thoát này, cái con đường chân chánh này à, là chỉ có trí tuệ nó hướng dẫn chúng ta thôi, không ai có thể mà dẫn dắt chúng ta được hết à, chỉ có khi mà chúng ta dung bồ cái trí tuệ sáng suốt à, tâm thanh tịnh à, thì nó sẽ có cái phương pháp, nó dẫn dắt chúng ta, nó hướng chúng ta đến cái con đường tốt đẹp nhất, lợi ích nhất, an toàn nhất à, đó là gì, là phải có chánh niệm tỉnh giác à. Chứ còn khi mà chúng ta bị cái phiền não nó khống chế à, nó sai sử, là cái tâm của chúng ta nó luôn luôn dao động. Quý vị thấy trong pháp của kinh Đức Phật nói là cái tâm này á, nó dao động như con cá mà quăng ở trên bờ đó, thấy không à. Thành ra chúng ta phải biết à, khi nào cái tâm của chúng ta bị những cái phiền não, cái tâm mong cầu à, tham ái nó sanh khởi, mình biết à, khi nào cái tâm mình an tịnh, lắng dịu, sáng suốt, mình biết đó. Chứ còn thường thường á, trong đời sống bởi vì mình không có phản tỉnh, mình không có chịu xem xét cái nội tâm của mình à, mình mê mờ, mình cũng chẳng biết, mà lúc nào mình có trí tuệ cũng không biết à, tại sao mình cứ quay cuồng trong cái đời sống à, mình lầm lạc à, rồi lúc nào mình mê mình cũng biết, lúc nào mình tỉnh mình chẳng biết. Tại vì mình không phân biệt được hai cái trạng thái, lúc nào là mình tỉnh, lúc nào là mình mê, thấy không? Đó cho nên đó là chúng sanh bị quay cuồng trong cái đó, là nó không biết à, cái người mà người nghiện rượu à, nó cứ nghĩ là nó thấy không à, không uống rượu vô nó cũng sai, mà thậm chí đến cái tưởng của nó quá mạnh á, nó uống nước lạnh vô nó cũng tưởng là rượu, nó cũng sai nữa,
Đó, cho nên đó nè, do cái mê lầm lầm lạc, thành ra nó cứ quay cuồng trong đó. Nè, cái điều này chỉ có chính mình, nhà khi khi mà mình có cái duyên, mình học được, mình phân biệt được hai cái trạng thái tâm, lúc nào là cái loại phiền não nó sanh khởi, lúc nào cái loại tâm coi như là sáng suốt trí tuệ, mình phân biệt được. Đó, giống như cái người mà bệnh, mình gọi là bệnh bệnh tư tưởng, họ lúc nào không nghĩ họ bệnh không anh, tối ngày cứ chạy kiếm thuốc này kiếm thuốc khác, họ không biết được cái lúc nào mà họ khỏe, mà không có biết được cái lúc nào họ bệnh, cho nên họ cứ 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 nghĩ là họ nghe nói ai bệnh ngay có cái thuốc này là họ kiếm họ uống bị họ tưởng họ bệnh, nhưng mà sự thật ra họ không có bệnh, mà vì cái tưởng cho nên đó là họ quay cuồng trong cái đó, tìm kiếm phải kiếm thuốc này kiếm thuốc khác, tôi bệnh đó, hắn nghe ai uống thuốc này uống thuốc kia khen hay là bắt đầu họ tưởng cái bệnh của họ cũng giống vậy, bây giờ phải kiếm cái thuốc đó uống. Cho nên chính vì cái mê lòng này đó, rồi bắt đầu uống tầm bảy trường hợp mà nhiều vấn đề xảy ra ổng bị viêm phế quản mà cứ cứ tưởng đâu bệnh lao cứ nghĩ là bị bệnh lao, trời ơi đè chích mà acetaminophen gì đó mà chích cả mấy năm trời vậy đó. Rồi cuối cùng phát hiện ra là không phải phổi mà bị viêm phế quản rồi bị bệnh gan, bị gan mà cứ tưởng đâu là bao tử đè đi tìm thuốc bao tử, thuốc này thuốc kia, thuốc tây thuốc bào thuốc nhật bổn thuốc của mỹ của pháp gì đó. Mà nghe nói tới cái ai chỉ mà cái loại thuốc bao tử này hay lắm là bất cứ giá nào cũng tìm mua uống suốt mấy năm trời đó. Tới chừng cuối cùng phát hiện ra là gì, là bị gan thời kỳ cuối rồi. Lúc đó thì cũng kịp, thấy không? Coi như là bị cái tưởng của mình nó lầm lạc, mình bệnh này cái tưởng mình khác không thành ra mình trị không đúng cái bệnh, mình bị cứ bị quay cuồng không đó, cho nên cuối cùng là không có tìm ra được cái con đường chính chắn để mà giải thoát, để trị đúng cái bệnh của mình. Còn bây giờ thời buổi khoa học nó có nhiều phương pháp để tìm ra bệnh, tại sao không chịu lại bệnh viện để người ta xét nghiệm rồi người ta siêu âm rồi đó, dùng cách này cách khác để người ta tìm ra đúng cái bệnh để ta trị cho mình, bị mình tưởng mình giỏi không mấy cha bác sĩ chứ không bằng tôi đâu, tôi là tôi biết hết trơn đó, thấy không? Cũng cái tưởng điên đảo, cái tưởng tai hại dẫn dắt mình mê lầm. Nếu chi mà cái người có trí tuệ thôi giờ mình bệnh thì mình đến bác sĩ, đến thầy thuốc, người ta chẩn mạch, người ta tìm đó đúng để người ta trị cho mình. Còn này mình nghĩ là mình giỏi lắm, mình hay lắm, mình tự mua thuốc về mình trị cho mình, mà đau đau đằng đông mà trị đằng tây, rồi sao cuối cùng tới chừng mà biết chính xác là hết có trị kịp rồi. Thành ra đó, chúng ta phải biết sống với trí tuệ, rồi chúng ta
chánh niệm tỉnh giác, sống trong cái đời sống hiện tại này, đừng có để cho những cái áp lực, những cái tham muốn, mong cầu trong đời sống này, mà chính những cái điều này đó, những cái điều này nó là cái sự áp lực nó đè nặng trên cái đời sống chúng ta. Mà cái áp lực càng lớn thì chúng ta càng mê lòng, càng khổ đau càng nhiều. Thấy không? Vì thế các pháp là vô ngã. Chúng ta có làm gì được trước cái khổ đau của người khác hết á. Bởi vì mỗi chúng sanh nó có nghiệp riêng. Đức Phật cái tâm từ bi rộng lớn, Ngài thấy chúng sanh trôi lăn trong cái khổ đau sanh tử luân hồi, nhưng mà Ngài không thể làm gì được hết. Những chúng sanh nào có hữu duyên tùy theo cái pháp độ, cái sự thực tập, những chúng sanh nào hữu duyên Ngài có thể tế độ để an cứu cho những chúng sanh đó trong cái đạo quả hữu học, hoặc là đạt đến cái tột đỉnh là cái tứ đạo tứ quả để đạt đến sự giải thoát. Nhưng mà những chúng sanh đó, Đức Phật chỉ gieo trồng những cái chủng tử để cho họ cố gắng nỗ lực thực hành để dung bồi thôi. Thấy không? Đó. Còn mà những chúng sanh mà mê lầm thì ngay cũng không thể nào mà có thể mà có cái phương pháp nào để mà dẫn dắt được đâu. Thấy không? Quý vị thấy. Tại cái hoàn cảnh điều kiện tất cả chúng sanh do cái cộng nghiệp nhau, đến cái thời kỳ đó cái nghiệp nó trổ phải chịu. Bây giờ á mình thấy mình thương xót, nhưng mà nó đâu có thấy là khổ. Ai khổ kệ họ, ai chết chết, miễn tôi mạnh tôi sống phải phải là được rồi. Không phải cái thời kỳ bây giờ đâu, mà cái thời kỳ mà hồi lúc đó, hồi năm mà Mậu Thân cái chiến tranh đầu này kia nọ nó loạn lạc dữ. Nhưng mà đó, ở cái chỗ này nè, ở thành phố Mỹ Tho, mà lúc đó đó là cái đầu phía bắc của thành phố đó, là hai bên đánh nhau chết chóc súng nổ loạn đả hết, nhà cháy người chết bị thương đồ quá trời. Nhưng mà phía nam thành phố thì sao, trời ơi, trong mấy cái quán bar mấy cái đồ đó, mùng 2, mùng 3 Tết mà, nó cũng vẫn ăn nhậu rần rần, nó chả có sợ. Ai chết chết, mình cứ nhậu phay phay, chừng nào chết tính sao. Thành ra đó, cái lời mà mê lầm á, mê muội á, mình có cái lòng từ bi, mình thương xót hả, nó chứ nó đâu có thương xót nó đâu. Nghe không? Đó, thành ra đó thì thôi, bây giờ á chúng ta phải quay lại chính mình, mình lo cho chính mình trước. Nó chết nó không sợ, mà mình lại mà thương tiếc, mình sợ giúp cho nó. Thôi, những chúng sanh nào hữu duyên mình giúp được, mình khuyên nhủ được, mình chỉ biểu được thì mình chỉ dẫn. Còn không á là mình phải thương chính mình. Phải không? Bây giờ mình ráng mình lo, mình tu cho mình đi.
Mình ráng mình lo mình giữ bổn phận, mình ráng mình phòng hộ các căn, phòng hộ quán sát cái tâm của mình. Chứ còn mà bây giờ mình không có lo được cho ai hết, dầu là thân bằng quyến thuộc, dầu là những người mà cận kề với mình, thậm chí là con cái của mình, có nhiều lúc nó còn không nghe nữa, thấy không? Thành ra đó, cái tâm tư, cái lòng bi mẫn thì chúng ta thấy, thì chúng ta cảm thương, thương xót cho những cái chúng sanh đó. Nhưng mà thôi, bây giờ những chúng sanh nào mà nó hữu duyên, hay là trong cái hoàn cảnh điều kiện nào mình chỉ dẫn, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ được cái gì đó mình giúp. Chứ còn bây giờ mình thì mình thấy nó lao vào cái con đường đó nguy hiểm, mình khuyên dạy nó mà nó chẳng sợ đó. Hằng ngày nó cũng cờ bạc tụ tập rồi nhậu nhẹt rồi xì ke ma túy, rồi đua xe đua cổ rần rần rần, nó đâu sợ chết đâu. Mà mình mắc cái gì mà mình phải sợ nó chết. Thì kệ nó, bây giờ mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, bây giờ chỉ dẫn hướng dẫn mà nói giờ nó không sợ, kệ nó. Mình lo nha. Đức Phật dạy lo cho người bao nhiêu phải nhớ lo cho mình, đừng có lo cho chồng, cho vợ, cho con, cho cái, cho cha, cho mẹ mà quên lo cho mình. Thì cái điều đó hết sức là tai hại, nguy hiểm. Cho nên với cái người trí thì mình phải biết để thoát ra những cái chướng ngại, chính những cái tâm luyến ái này nè, nó là gì? Nó là cái sợi dây trói buộc, nó là cái mớ bồng bông, nó trói buộc mình. Không phải cái kiếp hiện tại này mình, mà rất lâu, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ phải tìm lối thoát ra. Khi mà chúng ta với cái tâm định tĩnh sáng, thì trí tuệ nó sẽ dẫn dắt mình để tìm ra cái con đường chân chánh để đạt đến cái sự an vui. Đó thì cái đó là cái điều tối quan trọng. Còn bây giờ mình dẫn nó mà nó không đi thì thôi, mình lo mình đi đi, mình đừng có ở lại đó mà níu kéo, mình năn nỉ ỷ ôi nó làm cái gì. Mình phải nhanh chóng mình đi, tại vì á bây giờ mình mới trì quẩn, mình ở đó mình lo cho người ta, rồi vô thường nó tới rồi mình cũng có muốn kéo kéo nó cũng không được. Thành ra chúng ta phải ý thức như vậy. Chúng ta lúc nào mình với cái tầm sáng suốt trí tuệ, mình biết lúc nào cái tầm dính mắc chấp thủ, mong cầu tham ái nó sanh khởi, mình biết, mình phân biệt rõ ràng như vậy, thì chúng ta sẽ thoát khỏi những cái dao động, những cái sống khống chế sai sự và của việc này. Chúng ta điều phục tâm mình để có một cái đời sống chân chánh, định tĩnh, trí tuệ sáng suốt. Thì đó là cái lời Đức Phật dạy trong cái đoạn thứ 7 này. Xin giải thích, chia sẻ với quý vị đôi điều. Với phước báo này thì kính cầu mong chư Tôn Đức Pháp Thể Khai Ngang, chúc tất cả quý Tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư Thiên Hoàn hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc.
Và bây giờ xin cùng thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, dạ kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải bài pháp hôm nay. Dạ bài pháp hôm nay rất là hợp thời thưa sư. Con thấy nội dung bài pháp rất là đúng thời điểm đối với con. Dầu giữa những chướng ngại, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp đưa đến quả niết bàn. Dạ mình thì chưa đến quả niết bàn, nhưng mà mình cũng được con nghe được lời giảng của sư thì cũng bình tâm, con bình tâm hơn. Dạ con rất là thấm thía khi sư nhắc lời dạy của ngài Sư Amin là khi rơi vào những hoàn cảnh khốn cùng quá cũng tìm phương pháp thoát ra, mà phải lắng tâm ngồi xuống giữ tâm bình an, rồi lúc đó thì trí tuệ sanh, và từ cái trí tuệ đó sẽ dẫn mình thoát cái cảnh khốn cùng. Dạ chính những lời dạy của sư đã giảng bài hôm nay. Dạ bây giờ là thời điểm của đạo tràng. Dạ kính mời những bàn tay đưa lên những hỏi hoặc những cái trong cái thời điểm nam, thì xin mời bàn tay quý vị để giúp cho đạo tràng được học hỏi và nam thời điểm khó khăn này. Dạ kính mời đạo tràng ạ. Dạ con thưa sư, khi mà đạo tràng chưa có câu hỏi, có câu hỏi của Hồng Mai. Dạ sa thú Hồng Mai. Dạ xin mời bàn tay Hồng Mai, xin mời Hồng Mai cầm mic nha. Sa thú. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư á, mặc dù là con biết là khi mà gặp những cái sự chướng ngại mình phải bình tâm để mà có một cái hướng giải quyết nó tốt đẹp hơn, nhưng với những cái người Phật tử sơ cơ như chúng con thì những cái tâm vẫn còn yếu trước những cái ngọn gió đời mà xung quanh tụi con là những cái môi trường xấu tác động vô, và vì bởi vì trận dịch này quá lớn đó đến với thành phố chúng ta thì có những từ trường xấu. Những người bị phong tỏa, bị cách ly thì họ sẽ có sự sợ hãi và cái tâm sân thì nó nổi trội lên. Tụi con cũng biết là phải giữ tâm bình tĩnh, nhưng mà thật sự ra mình nghe thì nó dễ, nhưng mà khi mình đối diện, mình có diện với những cái phiền não, với những cái từ trường xấu á, thì tâm mình cũng có một cái sự dao động, nó không nhiều lắm nhưng mà cũng có sự tác động đến mình. Thì làm cách nào mà mình vượt qua được cái sự dao động đó, bởi vì cái trong cái trận dịch này thì khi mà con ngồi thiền con cũng vẫn thấy tâm con nó cũng phóng ra rất là nhiều, và nó cũng có một chút ảnh hưởng, mặc dầu so với những bạn mà gần con thì con có sự bình tĩnh hơn, nhưng con cũng cảm thấy có một cái sự tác động vào con. Đó là trong cái xã hội, trong cái thời điểm hiện tại của nước Việt Nam mình ạ. Dạ thưa sư, thì sư có cái giải pháp nào, có một bài học nào mà nó thực tế hơn và nó sâu sắc hơn với những người Phật tử và sơ cơ và tâm vẫn còn yếu trước những cái từ trường xấu nó đưa đến chung quanh chúng ta trong hiện nay ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá.
Thật sự ra đó, trong đời sống chúng ta, mặc dù cái có hiểu biết, nhưng mà cái trí tuệ của mình ấy, nó còn non yếu, mà trước những cái dính mắc, trước cái luyến ái của thế gian, thấy không? Tại vì sao? Tại vì á, hằng ngày chúng ta bị những cái tâm mà phiền não nó dính mắc, mình còn nghĩ là bạn thân, rồi con mình, chồng mình, vợ mình, cha mẹ mình, thân bằng quyến thuộc của mình, rồi kia nọ. Thì chính vì sao? Đức Phật đã chỉ ra rồi, chính luyến ái sanh sầu muộn. Thì bây giờ mình phải 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 tận trừ bằng cái căn gốc nó, không? Đó, chính vì mình có cái tâm luyến ái thì mình mới sợ hãi. Chính vì mình chấp thủ thân này là của tôi, con tôi, chồng tôi, vợ tôi, cha mẹ tôi, anh chị em tôi, bạn bè tôi, nhà cửa của tôi, tài sản của tôi, mình mới sợ hãi. Mình sợ mất, sợ mất tài sản, sợ mất quyến thuộc, sợ mất cái thân này, đủ thứ chuyện hết. Chính vì vậy mà nó mới sanh ra cái phiền não, sợ hãi, sầu muộn. Chừng nào mà mình quay lại, mình quan sát, mình thấy được cái ngũ uẩn này nó là sự giả hợp do duyên mà đất nước lửa gió nó hình thành, rồi nó luôn luôn là biến đổi, cuối cùng là nó cũng đi đến cái sự hoại diệt. Chừng nào mà mình hiểu được cái câu mà Đức Phật nói, thân ta còn không có, không? Lúc đó mình thấy rõ là cái này là danh sắc thôi, đất nước lửa gió thôi, chúng có ta, nó không phải là của ta, nó không phải là ta. Đó. À, mà muốn thấy được cái này là gì? Phải với trí tuệ tu tập, với cái trí tuệ, cái tuệ giác của minh sát, thấy rõ như vậy đó. Thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu, nó chỉ có cái phương pháp tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Khi nào mà chính mình phải chuyển hóa, mình sửa đổi để mình vượt thoát ra những cái mê lầm, những cái tham ái này, ngay trong cái thời điểm hiện tại này, ngay trong cái giây hiện tại này, mình phải làm cái điều đó, chứ không ai làm được thế cho mình được hết. Còn nếu không, ngay trong cái thời điểm này mà mình không vượt thoát ra đó, thì do mình cũng còn lây quay xuôi ngược bờ này, mình không có đến được bờ bên kia. Số đông chúng sanh đó là xuôi ngược bờ bên này, rất ít người qua tới bờ bên kia, thấy không? Đó, như hồi nãy sư nói đó, tại vì mình cứ bận rộn, mình lo cho mình không còn chưa đó, chưa hết nữa, mình lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, lo quá trời trời luôn. Đó, thành ra mình cứ xuôi ngược,
xuôi ngược, chạy xuôi chạy ngược ở bên này. À, ở đời á, chúng sanh quay cuồng, mình thấy phải không? À, có chuyện gì cái rần lên. À, thì quý vị thấy rằng á, cái vấn đề mà thiên tai dịch quả là đến cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, đến lúc mà nó nghiệp nó trổ, mình cũng bị gì á, sao biết không? Cái nghiệp mình, cái bất thiện của mình cũng có ảnh hưởng, cũng có cộng nghiệp. Cho nên bây giờ mình phải 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 chịu ở trong cái hoàn cảnh này. À, nhưng mà quý vị thấy không? Đâu phải những cái thành phố nào mà những cái người nào bị bệnh dịch, bệnh Covid 19 này mà chết vì cái bệnh đó đâu. À, quý vị thấy rằng cái bệnh viện ở bên Ấn Độ đó, cả trăm ngàn người ở trong cái bệnh viện đó trị bệnh, nhưng mà sao rồi cái điện đốm rồi sao nó cháy. Thành ra những cái người mà trị bệnh trong cái bệnh viện đó, đó họ bị bệnh Covid đó, mà không chết vì bệnh Covid mà chết vì chết cháy. À, rồi đó, rồi á, đâu phải là chết cháy không. À, sập bệnh viện, sập nhà, sập cửa cũng chết. Rồi xe hồng, xe cộ đồ nó chở người đi chạy quá mau, trên đó chở mấy người bệnh rồi tông lật xe chết. Thành ra đó Đức Phật mới nói cái chết là cái điều chắc chắn, nhưng mà chưa chắc gì mình chết vì bệnh đâu, mà mỗi chúng sanh có nghiệp riêng. Không, bệnh nặng á sẽ chở vô bệnh viện để mà trị bệnh, mà bây giờ do cái duyên nghiệp nó chạy nó tông, không chết vì bệnh mà chết vì tai nạn. Thấy không? Thành ra nó ở trong cái đời sống này nó đủ cái phương pháp để mà mình đi đến cái chết. À, tùy duyên nghiệp của mỗi người, mình không thể nào mình can thiệp được đâu. À, mình chỉ giúp đỡ hỗ trợ cho họ. À, ví dụ như giờ mình làm cái điều được là gì? À, bây giờ mình có thể mình hỗ trợ phần vật chất, à, để cho họ đỡ đói đỡ khổ. À, nếu mà họ mình có điều kiện mình giúp đỡ thuốc men để cho họ bớt. À, thế còn mà cái vấn đề mà mình cầu mong, à, thì rất là khó. Quý vị biết rằng á, hôm trước á, chưa có coi những cái tin á, các cái vị Tam Tạng Pháp Sư ở bên Miến Điện á, các ngài lên máy bay, à, cho máy bay để đưa các ngài lên bay vòng các cái thành phố ở bên Miến Điện để tụng cái bài kinh Paritta rồi đó, nhưng mà đâu có được. Rồi dịch bệnh bùng phát, rồi là đủ thứ chuyện nó bùng phát. Quý vị thấy ở bên Thái Lan cũng vậy. À, cả trăm ngàn vị chư tăng đốt đèn tụng kinh để cầu cho dịch bệnh nó qua khỏi, mà sao không qua được? Tại cái nhân duyên, cái nghiệp lực nó đến rồi này, mình không thể nào mà thay đổi gì được hết. Không? Cho dù bái giữa lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù bể thẳm hang sâu, không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. Một khi mà nhân đã gieo rồi thì bây giờ không có làm sao mà né tránh được hết. À, thành ra đó, chúng ta biết
chấp nhận hoàn cảnh. Mình đừng bao giờ mình bắt buộc sửa đổi cái hoàn cảnh, phải như thế này, phải như thế kia. Mà bây giờ mình bình tâm, sáng suốt, chấp nhận để mình ứng xử cái hoàn cảnh trong cái đời sống hiện tại này với cái trí tuệ ha, thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Còn mình đừng có muốn mà xoay chuyển tình thế, muốn điều khiển cái đời sống, nó không có thể nào mà điều khiển được đâu. Thành ra quý vị nhớ nè, Đức Phật bậc toàn trí toàn giác, ngài tất cả các pháp hiệp thế cho đến pháp siêu thế, ngài biết rõ tất cả, ngài biết rõ nhân quả, nhưng mà ngài không thể nào can thiệp được, nhá, ngài toàn tri toàn giác, nhưng mà không phải toàn năng, thành ra cái nghiệp quả chúng sanh ngài nói đó, ngài không thể can thiệp được, nhá, đó, cho nên là chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta hiểu biết, để mà chúng ta bình tĩnh sáng suốt trong cái đời sống. Chúng ta đừng có bị cái tác động của đời sống xã hội bên ngoài. Cái chuyện mà bây giờ họ sợ chết, rồi họ sợ đói, họ chạy rần rần vô họ mua này kia tích trữ gạo thóc đồ ăn thức uống đó. Nhưng mà cái điều đó điều nguy hiểm. Bây giờ mình sợ đói, mình nhào vô đó mình giành giật mua đồ, nhưng mà trong đó là có cái người nhiễm bệnh, rồi lúc đó mình tích trữ ba cái đồ ăn, mình có ăn được không, hay là mình cũng bỏ lại đó. Thành ra bây giờ mình biết kệ. Cái chuyện bây giờ mình có gom góp tích góp được, rồi mình có ăn suốt cả đời được không, hay là ăn cũng mấy ngày năm mười bữa tuần lễ rồi cũng hết rồi, hết đó cái gì. Thành ra chúng ta đừng có bị quay cuồng, bị tác động trong cái điều kiện hoàn cảnh của xã hội, để mà mình bình tâm, mình có được cái trí tuệ để mình thoát ra cái vòng quay, đúng không? Quý vị muốn thấy được cái đó đó, quý vị phải rời ra. Thành ra đó, những cái người mà chỉ huy đó, họ đâu có lao vô cái công việc. Ví dụ như cái ông cai, mấy người thợ họ làm, họ chỉ định cái người này là xây tường, cái người này là đổ mấy cái cột, cái người này là làm nền làm gì đó, thì họ sao, họ chỉ huy cho mấy người kia làm, rồi họ đứng ở trên xa nè, họ nhìn xuống. Lang thang mây trời hỏi là các ngài Tam Tạng chắc cũng hiểu như vậy, nhưng sao các ngài lại đồng ý làm những việc như vậy? Thì quý vị biết rằng á, vì cái lòng bi mẫn, cái lòng bi mẫn của các ngài cũng muốn cho nước, cũng muốn cho tất cả chúng sanh được an ổn. Thành ra bây giờ người ta khóc lóc, người ta cầu khấn các ngài, thì các ngài cũng làm cái bổn phận của mình thôi.
Còn vấn đề mà được không được là cái đó là cái do cái duyên nghiệp, cho duyên nghiệp của chúng sanh nữa, thấy không? Ví dụ như bây giờ Phật tử cầu thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an, tụng kinh phúc chúc, thì bây giờ bổn phận của chư tăng thì giờ người ta nói là thật nhân tài thì cứu nhân tài, thấy không? Đó, cái câu tục ngữ ngoài đời đó, bây giờ người ta dâng cúng rồi cho mình ăn để mình lo mình tu tập, thì mình cũng hồi hướng phước báo để cầu mong cho thí chủ được tai qua nạn khỏi, thấy không? Thì bây giờ cái bổn phận của chư tăng là phải làm. Còn vấn đề mà an hay không an là cái phước của quý vị nữa, thấy không? Chứ không phải bây giờ người ta dâng cúng, người ta cầu mong, mà bây giờ á mình không làm theo cái chuyện đó đó thì người ta chê trách, trời ơi thế gian khổ gần chết, tai ương bệnh dịch, thỉnh các ngài tụng kinh Bà Rích Phá để cầu mong cho dịch bệnh rồi nó sớm qua khỏi, mà giờ mình không không có theo cái lời thỉnh nguyện của Phật tử thì cũng không được, thấy không? Thành ra đó ngày hồi đó ngày Giác Chánh ngày nói vui vui, ngày nói sao không? Thật sự ra đó tôi thích tụng kinh cầu siêu hơn. Tại sao? Tại vì cầu siêu nó siêu không siêu mà đâu biết được đâu, không ai biết hết á. Hay là hồi đó trong cái ông Văn Trung ông nói á, ông làm cái ông thầy tụng á, ông nói hồi đó giờ tôi đi tụng mấy trăm mấy ngàn cái đám ma nè, chưa có cái xác nào mà nó ngồi lên mà nó chê tôi tụng dở đó. Nhưng mà ngài Giác Chánh ngài nói ngài sợ tụng kinh cầu an lắm. Tại sao biết không? Tại mình tụng mà bắt đầu mà thí chủ mà nó không an, tại đầu nó quay qua nó nói ô mấy ông sư này giỡn, tụng không linh gì hết. Nhưng mà đâu có biết cái kinh kệ đó là cái sự hỗ trợ, cái phước mình làm là mới trong cái đời sống hiện tại này, còn cái quả là cái nhân nó từ quá khứ rồi. Cho nên á là nếu mà tụng cầu an mà 100 ông thí chủ mà an hết, làm ăn giàu có, gia đình hạnh phúc, tránh khỏi tai nạn hết thì chắc ai cũng cầu an hết rồi. Nhưng mà mấy chính bản thân mấy vị sư cũng còn bệnh lên bệnh xuống, cũng còn nghiệp quả bà búa vậy thì làm sao? Nhưng mà điều cái á là do mình có cái niềm tin, do mình có niềm tin thì nó cũng an được phần nào đó ha. Bởi hồi đó ngài Hòa Thượng Pháp Lạc ngài nhắc hoài mấy sư tụng ở đây đó là tụng cái lời dạy của Đức Phật để quý vị nghe, quý vị thực hành theo, thì khi mà quý vị được thực hành theo đó thì quý vị mới an. Còn bây giờ á mấy sư tụng là tụng, còn quý vị cứ khư khư giữ lấy cái chấp thủ, cái tâm, cái ý của mình, không chịu sửa đổi, không chịu thực hành theo lời Phật dạy, thì bây giờ có một ngàn một vạn vị sư tụng cũng không an được. Tại vì mình không biết cái lý nhân quả, nghiệp báo, định luật vô thường, khổ vô ngã, rồi mình cứ chấp thủ, mình dính mắc, mình tham muốn hoài sao an. Thành ra đó có nhiều khi ta nói sao
thuốc đắng thì giả tật, mà lời thật cũng mất lòng. À, thành ra cũng xin quý vị thông cảm, để mà hiểu biết như vậy. Chứ còn bây giờ mà Phật tử ta tác bạch, người ta thính mà mình không tụng thì cũng được. Thành ra đó, cái bổn phận của chư tăng thì trùng tuyên đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật, cũng bao cầu mong cho chúng sanh, cầu mong cho thế gian được an ổn. Nhưng mà an ổn không an ổn là do mỗi chúng sanh nữa. Nếu mà những chúng sanh biết thực hành đúng theo lời Phật dạy, chấp nhận cái nghiệp báo nhân quả, rồi mình biết sửa đổi những cái thói hư tật xấu, chuyển hóa những cái tâm mê lầm, để có được định tĩnh sáng suốt, thì sẽ an. Chứ không phải bây giờ mấy mấy sư là cái người mà trung gian để cầu khấn gian sinh với các cái đấng thần linh để mà quý vị an được. Thành ra sư cũng xin giải thích câu điều về cái thắc mắc của cô Hồng Nhung và cái lãng đảng mây trời. Dạ, chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú, sa thú. Dạ con kính tri ân lời giải thích của sư. Dạ kính cảm ơn câu hỏi của Hồng Nhung, của mây trời. Dạ qua những cái câu hỏi của quý vị thì sư cũng trả lời giúp cho đạo tràng. Dạ quý vị ạ, mời quý vị giơ bàn tay xinh đẹp lên hay là chat lên màn hình ạ. Để mình sẽ đọc sư pháp thanh câu hỏi. Qua những câu hỏi đó thì đạo tràng sẽ hiểu thêm được lời Phật dạy. Dạ con thưa sư, con cũng hiểu là do chính cái ái là sanh luyến phiền muộn là đưa đến đau khổ. Dạ con hiểu điều đó theo cái trí văn con cũng hiểu rất là rõ, là vô thường khổ vô ngã qua trí văn. Dạ con cũng hiểu điều đó. Sao con hiện được? Dạ chắc là tâm con nó quá yếu, mình tu tập cũng chưa tới đâu. Con cũng vẫn thấy con mình nó là ý, rồi con cũng thấy cũng ví dụ như là thì có mấy chục 20-30 ngàn Việt Nam bị mắc bệnh, nhưng mà tâm lo, nhưng mà nó dù sao nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà khi thấy con mình này, người nhà mình mà đang sốt, đang bị bệnh, cho cái lòng mình nó lo lắng, cái tâm mình nó xúc động dữ lắm. Mà con cũng biết là mình phải cần trấn an, mình cần phải ngồi thiền, mình tâm trí mình nó an tịnh. Ngồi thiền thưa sư, con ngồi mà nó phóng dật, cái thời gian phóng dật nó rất cao, con không thể theo dõi hơi thở được. Dạ con cũng biết điều đó tốt, nhưng mà hiện nay là tâm trạng của con là như vậy. Nữa là khi mà con xem những dòng tin nhắn của bạn bè mình, hay xem ở trên Facebook, hay trên, nghe tin những cái hoàn cảnh người ta bệnh, người ta khổ, đau khổ như vậy, mình không cầm lòng, con cũng biết như vậy là không tốt. Cái tâm sân của đó là cái tâm sân, mà cái tâm đó, cái trạng thái đó là không tốt. Mình không có nên giữ, vì mình là người học pháp, hiểu pháp, mình không nên như vậy. Rồi con lại xem những cái tin mà nghe trên đài nói về ở Indo hiện nay thì họ, những người nào mà trẻ khỏe có thể khả năng làm việc được, cho thở tuổi thì họ chắc không được thở oxy, và rồi những người mà chết đi nó quá nhiều, do đó không có chỗ, vân vân và vân vân. Thành ra cái tâm con nó dao động dữ lắm. Dạ con cũng biết điều đó là không tốt, nhưng mà làm sao con có thể biết được những cái lời nói chỉ lời nói, nó âm thanh chỉ là âm thanh,
và những cái dòng chữ nghĩa của bạn bè chát lên chỉ là chữ nghĩa thôi, tức là mình làm sao mình thấy đó chỉ là cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, để mình giữ cái tâm mình cho nó thanh tịnh, để mình nhiếp phục những, dạ con chưa làm được điều đó, mà những cái điều mà lời, những lời bạn bè ở trên Facebook hoặc những lời đó nó cứ xoáy vào trong tâm, dạ cái điều đó con chưa làm được, con kính thỉnh sư giúp con ạ. Dạ con cũng hiểu là mình cần phải thu thúc nhưng mà con chưa làm được thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư giúp con và kính chàng giúp con và thông cảm cho con. Dạ con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Tại vì chúng ta khi mà chúng ta nhìn cái cảnh đó với cái tâm như thế nào, ví dụ bây giờ cái bông hoa nó nở ra, cái sự mà hiện khởi của cái bông hoa này nó là pháp, nó không thiện, nó không bất thiện vậy đó. Tại vì cái nó là đủ duyên là nó hiện khởi, thấy không? Nhưng mà cái người mà đối cảnh, cái người mà nhìn với cái tâm phiền não nhiễm đắm dính mắt là thì bắt đầu sao mới thích thú muốn chiếm giữ cái bông hoa này, thấy không? Đó thành ra tạo cái nghiệp xấu. Còn với cái người trí tuệ là nhìn nó chỉ là nó thôi, thì không có đem đến, không có tạo nghiệp, thấy không? Thì vậy đó, cái hoàn cảnh điều kiện xung quanh bây giờ trời nóng nực 40 mấy độ thì ai cũng ở trong cái sức nóng của thời tiết hết, nhưng mà mình biết chấp nhận hoàn cảnh, không? Mình tắm, mình ấy nước rồi gì đó cho nó mát ha, mình tạm thời mình lắng dịu bớt những cái sức nóng của thời tiết ha. Còn cái người mà không biết là cứ la làng đi lên la trời ơi nóng quá chạy tới đâu cũng la hết tại sao? Tại vì cái người này không có trí tuệ, không có chấp nhận cái điều kiện này, so sánh bữa nay nó nóng hơn qua lúc này á 2-3 giờ chiều nó nóng hơn là hồi sáng cho nên cái tâm nó cứ sống ở trong cái bất an, cái so sánh bởi vì nó không chấp nhận hoàn cảnh, không chấp nhận cái điều kiện này, nó muốn thay đổi hoàn cảnh, muốn phải như thế này, phải như thế kia. Đó. Cho nên người ta nói sao? Tại vì mình không chấp nhận, mình muốn sửa đổi, cho nên mới khổ. Còn bây giờ mình biết, thôi, bây giờ mình không có thay đổi gì được đâu. Bây giờ trời nắng nóng, bây giờ mình chạy đâu nó cũng nóng chứ không có đâu mà mát được hết trơn á, phải không? Tại vì cái thời tiết mà bây giờ cái vùng này 40, 41, 42 độ là nó như vậy đó. Bây giờ mình chạy chỗ này, mình chạy chỗ kia, mình chạy chỗ nọ thì ở đâu cũng vậy thì thôi, khi mà mình giữ cái tâm chấp nhận an tịnh thì cái sức nóng nó sẽ giảm bớt. Còn mà mình rực rãi, mình bực bội, mình la lối, mình thấy là sao?
cái trong tâm mình nó cũng nóng, mà cái sức nóng ở bên ngoài nó cũng nóng. Mà khi mà mình cái tâm mình nó nóng lên rồi đó, cái nhiệt não, phiền não nó nung đốt rồi đó, thì cái nóng ở bên ngoài á, nó không phải là 40, 41 độ nữa, mà nó lên tới 70, 80 độ. Đức Phật nói rằng lúc đó là bị cả hai cái mũi tên. À, trong tâm á, nó cũng bị cái lửa phiền não đốt nóng, rồi cái sức nóng của cái thời tiết bên ngoài nữa. À, cho nên á, chúng ta hãy bây giờ mình biết, thay vì á, mình hành thiền nhưng mà bây giờ mình cái tâm mình nó dao động quá rồi, à, nó bức xúc, nó không an được, nó không có thể nào mà nằm ở trên cái đề mục được, thì mình nhìn vào cái gì? Mình nhìn vào cái trạng thái lo lắng bất an của cái tâm, mình quan sát nó, tại sao mà nó lo lắng, tại sao mà nó bất an, à, tại sao mà nó không có an trú ở trên cái đề mục được. À, mình nhìn vào cái trạng thái cái tâm bất an đó, thay vì đó mình niệm thân, bây giờ mình quay qua mình niệm tâm. À, lúc đó là cái đề mục của tâm nó nổi trội hơn mà. Bây giờ mình cứ ráng mình niệm hơi thở vô hơi thở ra, niệm phòng xẹp hoài nó đâu có chịu. À, ra lúc đó mình chuyển qua mình nhìn vào cái trạng thái, à, cái tâm lo lắng phiền não bất an gì đó nó như thế nào, quan sát như thế đó, thì một hồi nó sẽ lắng dịu trở lại. À, đó, thành ra khi mà chúng ta tu tập thiền quán đó, chúng ta không có cố giữ tâm ở trên một đối tượng duy nhất, mà lúc đó đó đối tượng nào mạnh nhất, nổi trội nhất, chúng ta lấy đối tượng đó để mình quan sát. Thấy không? Mình bình thường mình quan sát hơi thở, nhưng mà lúc đó tê nhất sanh khởi, mình quan sát vào cảm thọ, à, tâm bực bội khó chịu trước cái sự đau tê nhất này, quan sát vào cái tâm bất an bực bội khó chịu này, à, có một cái âm thanh, có một cái mùi hương, có một cái gì đó, à, mà nó tác động đến, mà lúc đó đó cái đối tượng đó là mạnh nhất, mình quan sát vào đối tượng để mình thấy được cái sự thay đổi của các cái điều kiện xung quanh cũng như là cái tâm của mình. À, danh sắc, à, danh sanh sắc sanh, à, danh diệt sắc diệt, như thế nào mình quan sát theo đó, à, thì cái nội tâm mình nó sẽ an tịnh. Còn hồi nãy có cái câu của Trần Phụng hỏi là cái bát quan trai giới là nằm ngồi như thế nào là quá cao và xinh đẹp. À, thì cái này đó sư giải thích như vậy. Thì cái giới mà tránh nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp này đó, thì sao? À, chúng ta dính mắc vào những cái điều kiện ở bên ngoài. À, quý vị biết rằng từ cái giới thứ 6 cho cái giới thứ 8 là mấy cái giới này đó để gì? Để mình diệt trừ những cái đắm nhiễm, cái thỏa thích, à, của cái điều kiện, à, để chúng ta giảm bớt được cái sự chạy theo trần cảnh bên ngoài. À, đó. Ví dụ như không ăn sái giờ, có nhiều khi mình ăn á, mình ăn tại vì mình thỏa mãn cái khẩu vị của mình. Chứ sự thật có những lúc á, cái nhu cầu cơ thể mình nó không cần, nhưng mà tại vì tới giờ là phải ăn. À, tới giờ phải ăn, à, đó, cho nó đã thế này kia,
Cho nên đó là chúng ta phải thấy được đó, nếu cần mình làm những cái công việc về về nặng nhọc tay chân rồi đó, thì cái nhu cầu cơ thể thì phải phải đáp ứng cho nó. Giống như chiếc xe đó, mình phải đổ xăng đầy đủ, điện đầy đủ, các bộ phận đầy đủ thì chiếc xe nó mới chạy được, thấy không? Nhưng mà chiếc xe không có chạy, xe đậu cũng chỗ mà mình cứ đổ xăng đổ đầy quá nó tràn á, nó lãng phí, thấy không? Đó, thành ra mình phải biết vậy đó. Cái giữ giới không ăn sái giờ là để hạn chế về cái thỏa mãn cái khẩu vị. Rồi múa hát nghe kèn đờn để gì? Là những cái trò vui nó lôi cuốn cái tâm mình nó chạy ra bên ngoài, mình không có sống trong cái nội tâm mình, mình chạy qua bên ngoài theo cái trần cảnh, thỏa mãn cái nhãn căn, cái nhĩ căn, thích thú trong cái trần cảnh bên ngoài, nghe những cái âm thanh du dương, chạy theo những cái trò vui của thế tục thế này thế khác, mà mình không có quay lại để quán sát trong chính cái bản thân của mình. Rồi nồi nơi quá cao thì sao? Trời đất ơi, cái giường cái chổng gì đâu mà cái chiếu nó mỏng dính nằm nó cắn ở dưới cái giảng đau gần chết. Phải có tấm nệm, phải có tấm nệm nằm nó mới êm, thấy không? Rồi phải ra phải trắng vậy nè, rồi cái giường nó phải như thế này thế cây thế kia đó. Thành ra sao? Thành ra đó, mình cứ chạy theo cái điều kiện ở bên ngoài. Trời đất ơi, phòng mà không có máy lạnh làm sao mà ở được, không có máy lạnh làm sao mà ngủ được. Đó, thành ra mình cứ cứ đòi hỏi phụ thuộc theo theo các cái điều kiện bên ngoài. Đó, thành ra khi mà chúng ta bỏ bớt được những cái điều đó đó, để gì? Để giảm bớt cái dính mắc vào cái đời sống. Nhớ. Cái bây giờ có một cái chỗ nằm mình trải được cái chiếc chiếu, cái lá y, nó sạch sẽ, mình nằm ngủ giấc là được rồi. Bây giờ nằm dưới đất cũng ngủ, không? Mà nằm ở trên trên cái giường nệm cũng ngủ. Nhưng mà sao? Tại vì tâm mình nó không chấp nhận. Trời đất ơi, nằm dưới đất nó cứng nhắc rồi, nó cấm chỗ này chỗ nọ, cao đau cũng chết. Phải có nệm, rồi phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Thì nó khổ, không có nệm, không có máy lạnh, không có quạt máy, không có ngủ cũng được. Thành ra chúng ta phải biết ba cái giới sau này đó, nó không có đưa chúng ta vào khổ cảnh, nhưng ba cái giới này đó nó trói buộc chúng ta vào cái thụ hưởng, chạy theo trần cảnh, dính mắc vào cái gì, sắc thinh vị xúc. Cho nên á là chúng ta giữ cái giới này, bây giờ cái đó hạn chế. Thì có nhiều người cái ngày mà ngày giới đó thì ta làm sao, thay vì bình thường ta nằm ở trên giường nệm, bây giờ ta trải chiếu, trải rồi ta nằm ở dưới đất, đó đó. Thật sự ra mà nói á, mấy sư á, có nhiều khi á, bây giờ cái hoàn cảnh nó sao, ở Việt Nam á, thì nhiều khi ở cái cốc á, nó tèm nhèm, nó không có tiện nghi, không có đồ. Nhưng mà có những lúc mà lúc đó là ngày giáp chánh,
ngày đi Campuchia, rồi sư cũng có dịp tháp tùng theo với ngài đi qua bên Campuchia, gặp cái thiếu chủ là người ta cũng là giàu có. Bây giờ rồi những cái người bạn của cái gia đình thí chủ này toàn là dân đại gia giàu có không à, chủ những cái khách sạn nữa không, rồi bắt đầu họ thỉnh Chư Tăng á là lên ở khách sạn 5 sao. Bây giờ sao vậy? Thì thôi, cái này tại vì thí chủ người ta thỉnh cầu, chứ mình đâu có tầm cầu, mình đâu có đi tìm kiếm, mình đâu có mong muốn đâu. Thì thôi bây giờ mình cũng vô ở khách sạn 5 sao cho biết với người ta ha. Trời ơi, vô phòng là thôi tiện nghi đầy đủ, nó là vi tính, là wifi, là tủ lạnh, là máy lạnh, rồi những cái vô phòng trong nhà tắm là có những cái điều kiện, cái bồn nước, là nước nóng nước lạnh đầy đủ. Ở trong phòng là họ xịt là nước hoa đồ này kia nè, thơm phức. Nhưng mà điều trái thì bây giờ ta đã cho mình ở, ta biểu mình ở thì mình ở thôi, nhưng mà mình không có dính mắt. Chứ không phải bây giờ về Việt Nam mà không được, bây giờ phải sửa cái công tu lợi, phải ấy lợi, rồi cái nọ phải bỏ hết cái chổng tre, cái giường gỗ, mua nệm đồ này kia nọ để vô, rồi gắn máy lạnh rồi vô, thế này thế khác, thì cái đó mình chạy theo. Còn này bây giờ nằm ở trong phòng 5 sao thì cũng ngủ đêm rồi dậy rồi đi, mà bây giờ mình ở cái nhà tranh vách đất thì mình cũng nằm ngủ giấc rồi mình đi, thấy không? Cái điều kiện là để mình có một cái chỗ an ổn để mình ngủ thôi, mình không dính mắc thì nó sẽ không khổ. Giờ ngủ ở cội cây, ở cái cốc đất, ở cái mái hiên nhà ta thì cũng có cái chỗ an ổn trải để mình nằm, mình tọa thiền, mình ngủ giấc cho nó an ổn rồi đi. Rồi bây giờ ở khách sạn 5 sao thì mình cũng ngủ giấc rồi mình dậy mình đi, mình không dính mắc cái đó thì như vậy thì mình có, phải không? Còn tại vì khổ đau là tại vì mình dính mắc cái đó, phải như thế này phải như thế kia. Thôi ở bên Việt Nam gì đâu mà Phật tử không có biết gì hết, không có dân cúng mấy hết. Mấy ông sư ở cực khổ quá, để tôi qua bên Campuchia tôi ở ở trên khách sạn 5 sao không ăn nhà hàng không, sướng quá. Nhưng mà không phải, mình qua bên là khách, người ta quý mến, người ta tôn trọng Chư Tăng. Chứ còn mà cá nhân ông Pháp Thanh qua không ai mời đâu, thấy không? Tại vì mình đi có những cái vị trưởng lão, rồi người ta cúng kính, đây cung kính tăng, người ta muốn tạo phước. Thế còn mà bản thân mà ông sư Pháp Thanh mà lon ton ôm cái bát qua bển, nó không thèm dòm đâu. Mình phải biết vậy, mình đừng có đeo đuổi tầm cầu dính mắc với điều kiện, thì mình sẽ thoát ra khỏi những cái ràng buộc khổ đau. Xin giải thích cái về cái giới thứ 8 của Trần Phụng, và chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nó một ngũ tha giá. Sa thú, dạ con kính tri ân sư đã cắt câu hỏi chúng con. Dạ con thưa sư, có một người xếp hàng rất là lâu ạ, đã đến phiên để đến lượt câu hỏi, đó là Hồng Mai ạ. Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai. Dạ con kính bạch lại sư. Dạ con xin thêm một câu hỏi nữa thưa sư. Thì sẵn bạn Nhung nói về Indonesia thì con cũng
nói cho sư rõ là ở Myanmar thì con cảm thấy là mình ở Việt Nam thì mình cũng còn có phước hơn những người dân ở Myanmar. Vì những người dân ở Myanmar vừa bị dịch và vừa bị nội chiến thì cứ hàng ngày á, là ở Myanmar có 5.000 mấy dân bị nhiễm Covid và thiếu trầm trọng y bác sĩ và thuốc men để mà trị bệnh. Cho nên bây giờ là người dân người ta đổ xô đi mua những cái bình oxy mà bây giờ cái thời giá hiện tại là một bình là 5.000 đô la một bình mà không có để mà mua. Và nội chiến thì cũng xảy ra ở trên đất nước đó, thì con cảm nhận rằng rất là tội cho người dân Myanmar vì người ta tu rất là tốt và giữ giới rất là tốt, mà không hiểu tại sao mà những cái xấu lại đưa đến cùng một lúc đến với người dân trong nước ấy. Và đồng thời vì con có một người thân ở bên Myanmar, hiện tại vẫn còn ở Myanmar và đi sâu sát với những ngôi chùa, thì con cảm thấy là Phật giáo mình trong thời quá khứ và trong thời hiện tại luôn luôn bị những kẻ xấu tìm cách hãm hại. Và những cái kẻ xấu đó nhân cái sự tốt của cái tôn giáo của mình, tôn giáo Phật giáo của mình mà trà trộn vào tăng đoàn để mà phá hoại cả một đất nước Myanmar. Và đồng thời ở bên Ấn Độ con cũng có một người thân tín cũng cho biết rằng là bên Ấn Độ giáo đã đưa một người vào tăng đoàn và bây giờ người ấy là đã trở thành một vị sư và coi như là cũng là cấp cao trong tăng đoàn. Và bởi vì Phật tử chúng ta là luôn luôn là bố thí sẵn sàng đổ cúng dường đến các chư tăng, và cái vị ấy thì dùng những cái số tiền đó để mà đưa về cho những cái người Ấn Độ giáo để họ sử dụng trong cái tôn giáo của họ. Thì thưa sư, sao mà Phật giáo mình luôn luôn là bị cái những kẻ xấu hãm hại như vậy và tìm cách mà triệt phá cái tôn giáo của mình? Bởi vì con cảm thấy Phật giáo mình không bao giờ thành gây thù chuốc oán với những cái tôn giáo khác, và mình làm những điều tốt mà tại sao lại chịu cái những cái xấu ập đến với tôn giáo của mình vậy thưa sư? Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, quý vị biết rằng cái đời sống này nó là cái quả từ những cái nhân quá khứ. À, bây giờ nó cho quả hiện tại. À, còn những cái nhân mà chúng ta gieo đây đó, chúng ta gieo trong đời sống hiện tại này nó chưa cho quả, thấy không? Đó, bây giờ những chúng sanh ở cái vùng đó họ phải chịu chồng chất cái nghiệp quả nặng nề, là vì họ đó hồi đó họ gieo cái nhân nó quá nặng. À, quý vị thấy rằng quý vị ở những cái điều kiện tốt đẹp hơn, quý vị biết rằng hồi đó mình tạo phước, cho nên bây giờ nhờ cái phước này nè nó che án, à mình đỡ giảm thiểu bớt. Bây giờ mình phải ráng mình nỗ lực, mình tiếp tục mình dung bồi thì mình sẽ đỡ khổ hơn. À, còn những cái chúng sanh đó đó, tại vì cái nghiệp quả của người ta, những cái nhân người ta gieo nó sâu nặng, bây giờ họ phải gánh vác những cái hậu quả nặng nề, thấy không? Ha? Thành ra quý vị thấy rằng cái Phật giáo nó khác hơn những cái tôn giáo khác. Quý vị biết rằng khi mà Hồi giáo mà xâm chiếm vô Ấn Độ đó
thì những cái chùa chiền chư tăng kinh điển, những cái thánh tích nó tàn phá hết, chư tăng nó tàn sát hết, kinh sách đốt hết. Quý vị biết rằng cái trung tâm Nalanda đó là lúc đó là những cái vị tăng sinh mà ở nó học rất là đông, tàn sát hết, chùa chiền tàn phá hết, kinh sách đem ra nó đốt một 7 ngày mới cháy hết. Nhưng mà không có một cái cuộc mà chiến tranh để mà trả thù ấy. Cái điều đặc biệt đó, chính cái điều đặc biệt này á, mà sau này những cái người trí tuệ trong Liên Hợp Quốc mà người ta mới công nhận rằng Phật giáo là luôn luôn sống trong tâm từ, sống trong hòa bình. Bây giờ á, những cái này á, là cái nghiệp từ quá khứ, thấy không? Bây giờ mình trả thôi. Còn bây giờ mình lăng xăng mà đi trả thù rồi thánh chiến thế này thế khác là càng càng lún sâu vào khổ đau, càng tiếp tục gieo những cái chủng tử không tốt đẹp, thấy không? Thành ra đó, gì đó, quán thù diệt quán thù, đời này không có được tình thương diệt hận thù là định luật thiên thu, Đức Phật đã dạy rồi. Thành ra đó chúng ta phải biết mình biết chấp nhận vào cái điều kiện hoàn cảnh, chấp nhận vào cái nhân quả, để mình ráng mình cố gắng mình nỗ lực mình vượt qua. Thành ra quý vị thấy rằng đó, bây giờ Thái Lan cũng đang khốn đốn, cũng là bệnh dịch đó cũng lan tràn lắm, nhưng mà sao người ta vẫn cố gắng tu tập, vẫn cố gắng tạo trữ công đức phước báo, thấy không? Chính cái giai đoạn này nè, chính giai đoạn này nè, nó thử thách về cái trí tuệ của chúng ta. Chính cái giai đoạn này nè, nó mới cho mình thấy rằng mình là cái người hữu phước hay là người vô phước. Chính cái giai đoạn này nó mới phản ảnh để cho thấy cái nghiệp quả của mỗi chúng sanh. Từ đó để mà mình có trí tuệ, mình thức tỉnh, để mình ráng mình lo mình tu. Mình đừng tự hào, trời ơi, mấy người kia họ dậy dậy với tu tỉnh bơ, tu sao hết. Rồi mình sanh ra cái tâm cống cao ngã mạn, kiêu căng, rồi á mình thấy chúng sanh đau khổ, mình ráng trong điều kiện hoàn cảnh nào mình ráng mình giúp họ, nhưng mà mình cũng phải ráng mình nỗ lực mình tu, mình tu tập, mình tạo những cái phước báo cho bản thân mình. Chứ giờ á quý vị thấy không, chư tăng, những vị thánh tăng, ta thấy chúng sanh đau khổ mà các ngài đâu có ngồi đó bây giờ cái lòng bi mẫn thương xót chúng sanh, trời ơi giờ tội nghiệp quá, giờ ngồi đó khóc lóc kêu ra than, đâu có sửa đổi, đâu có chuyển đổi được gì cái hoàn cảnh đâu, không? Mà điều kiện mình giúp đỡ cái gì đó được mình giúp, làm gì được mình làm, mình phải nỗ lực mình giúp người ta, nhưng mà mình cũng phải nỗ lực mình lo cho mình giúp mình. Chứ cái người mà họ chẳng may họ bị té dưới sông, giờ họ kêu cứu, mà nếu mình á mình không biết bơi, giờ mình thấy mình muốn cứu người ta, mình cũng nhào xuống dưới thì mình chết chung với người ta. Thay vì mình có trí tuệ, bây giờ mình kiếm cái cây chuối, cái bắp chuối hay là cái gì đó,
mình quăng cho họ, cho họ đỡ chớ giới, rồi mình kiếm những người nào mà biết bơi biết đồ đó xuống cứu. Còn nãy giờ mình từ bi, mình thiếu trí tuệ, mình nghe người ta kêu cứu, mình quýnh quá, mình muốn nhào xuống, mình tính cứu người ta, nhưng mà rốt cuộc là mình chết chung với người ta. Thành ra cái lòng từ, cái sự bi mẫn, nhưng mà phải đi kèm với trí tuệ. Chứ không phải mình nghe người ta kêu cứu mình cũng nhào lại mình cứu người ta. À, cái người bị điện giật bây giờ á, người ta kêu cứu nhưng mà phải biết à, chạy lại cúp cầu dao điện, kiếm cái cây đánh cho cái sợi dây điện nó văng ra, rồi mình cứu người ta. Còn này nghe người ta kêu cứu tội nghiệp quá, nhào vô dính vô luôn, chết luôn. Thấy không? À. À, cái câu hỏi của Quang Thanh là về giới ăn 6 giờ, có con đi về muộn quá 12 giờ ăn vậy có phạm giới không? Thì á, ở đây Đức Phật chế định những cái giới á, là để gì? Để giảm thiểu cái dính mắc, cái phiền não, cái chấp thủ. À. Còn thật ra đó, khi mà mình làm cả ngày, mình về trễ, bây giờ mình phải ăn để bù đắp lại cái sức khỏe của mình. À, cái hạn chế ăn sái giờ đây đó là gì? Là để giảm thiểu bớt. Mỗi ngày mình thấy nè, sáng mở mắt ra là ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. À, đó. Mà quý vị thấy không? Ở trên thế gian này khổ đau, chiến tranh rồi kia nọ do ăn rồi. Ăn mà ăn bình thường á, không muốn ăn phải ăn trong ngon, cao lương mỹ vị, hải sản, à, đồ độc, đồ lạ đó, đủ thứ chuyện hết, cũng từ cái ăn. À, cho nên á, cái chế định về cái ăn sái giờ để mình giảm thiểu. Còn bây giờ cái nhu cầu của cơ thể, à, thay vì á, là 10 giờ 11 giờ mình ăn, nhưng mà bây giờ mình bận mình làm thì mình ăn nó lố giờ, thấy không? Đó, thành ra đó mình ăn với cái gì, khi nào mình ăn mà với thỏa mãn cái tham muốn của khẩu vị, ăn với cái tâm phiền não thì phạm giới. Còn nếu mà bây giờ cái người bệnh, thấy không? Người bệnh vô bệnh viện nằm, bây giờ người ta đưa thuốc uống, mà nếu mà không có sữa, không có cháo, không có những cái chất bột đó để nó làm quân bình lại cái tác dụng của thuốc đó, thì nó sẽ gây qua cái hậu quả khác. Bây giờ mình chấp thủ, nói không, tôi tu rồi, chịu rồi, tôi uống nước lạnh thôi. Bây giờ uống những cái thuốc nó cái tác dụng nó mạnh quá, vô nó có thể làm loét bao tử, à, có hại cho đường ruột, à, có hại cho gan, cho thận, cho bao tử rồi gì đó chẳng hạn. Thì bây giờ á, mình phải cần có những cái chất bột để nó giảm thiểu bớt cái tác hại của thuốc. À, thì mình có thể mình uống chút nước bột, hay là muốn uống chút sữa gì đó. Thành ra cái giới Phật dạy là để giảm thiểu những cái phiền não dính mắc khổ đau. Mình đừng quá chấp thủ vào giới cũng không có được. À, thành ra đó bây giờ ăn như thế nào là phạm giới? Ăn vì cái tâm tham, vì cái mong cầu, à, vì cái thỏa thích cái khẩu vị, à, ăn à, với cái tâm phiền não, à, thì phạm giới. Còn bây giờ
ăn, mà cái nhu cầu của cơ thể ăn giống như vật thực này là cái thuốc. Thấy không? Thành ra thì mình phải xem á, phạm giới hay không phạm giới là do cái sự tác ý, cái cố ý của tâm. Nếu ăn với cái tâm phiền não, tham muốn, dính mắc là phạm giới. À, còn nếu mà ăn trong cái nhu cầu của cơ thể cần, à, ăn nó là cái thuốc để trị bệnh, thì cái đó là không phạm giới. À, thì vậy thôi. À, mình phải hiểu cái sự chế định cái luật của Đức Phật là như vậy đó, để ngăn ngừa những cái tham muốn, những cái phiền não, những cái dính mắc. Chứ không phải cái giới là để mình dính mắc, mình chấp thủ cho đó. À, thành ra xin giải thích cái câu hỏi của Quang Thanh. Dạ. Dạ. Bây giờ thì thời gian đến đây là cũng vừa phải lẽ. Dạ, xin mời cô Kim Dung. Cô Nhật Quỳnh sám hối rồi sư xin phúc chúc kết thúc buổi sinh hoạt. À, với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khai ngang, chúc cho tất cả quý vị có thêm được những cái hiểu biết, để chúng ta có sự an tâm, an ổn trong đời sống. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh, những cái phước lành quý vị đã tạo sẽ vượt qua những cái khổ đau, thiên tai, dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời Nam Mô Bụt Sa Di Đà. Gia thu, gia thu. Con kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay cũng như đã trả lời các câu hỏi của Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Dạ, hay con ca huynh lãng đãng mây trời có nhiều tâm sự, nhưng bây giờ cũng đã đến giờ của lớp học, đã đến giờ kết thúc của lớp học. Dạ, xin mời huynh sau cũng vào giờ này 10 cho tới 6:30 mời huynh vô và tiếp tục đặt câu hỏi. Xin mời huynh và hẹn gặp huynh vào tuần sau. Nam mô Bụt Sa Di Đà. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, bài học kết thúc, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo sau khi nghe pháp ạ. Ut ta mang quan đề hàng ba đa bằng sùng và rút ta mang bút thề do khá lý tổ đô sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Ut ta mang ghê na quan đề hàng thẳng cha đu vít hàng qua răng thầm mê do khá lý tổ đô sô thầm mô khá mà tu tăng mà mang. Út ta mang ghê na quan đề hàng sang anh quýt hốt ta mang sang khai ô khá lý tổ đô sô sang khô khá mà tu tăng mà mang. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phước đến đạo tràng chúng con sau buổi học pháp để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Sa Di Đà, Nam mô Dhamma Di Đà, Nam mô Sangha Di Đà. À, xin thay mặt chư tăng tụng kinh phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sananso te bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sananso te bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sananso te bhavantu te. Tất cả phước báo mình có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
cầu xin vô quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã chúc chúng con trong ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ.